Bộ đôi này lần đầu tiên góp mặt ở đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023 bên cạnh những đàn anh nổi tiếng. Lứa cầu thủ U23 quốc gia được huấn luyện viên Philippe Petrucia triệu tập lên tuyển Việt Nam kỳ này có nhiều cái tên thi đấu rất ấn tượng. Trong danh sách 33 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam hội quân đầu tháng 10 năm 2023 hướng tới 3 trận giao hữu quốc tế gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, huấn luyện viên Philippe Petrucia triệu tập 14 tiền vệ, 10 hậu vệ đa phần là các tân binh trẻ mục tiêu của huấn luyện viên chu là sẽ thử nghiệm chọn ra những cầu thủ phù hợp nhất cho bộ khung ở tuyến giữa bảo đảm vận hành nhuần nhuyễn lối chơi kiểm soát bóng chủ động tấn công triển khai từ phần sân nhà mà ông đang áp dụng cho bóng đá việt nam ngoài những tuyển thủ đã thành danh dưới thời người tiền nhiệm park hang seo huấn luyện viên chu tiếp tục tạo cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ lên đội tuyển quốc gia kỳ này đa số những tân binh tuyển quốc gia kỳ này từng có thời gian dài rèn luyện làm việc cùng chiến lược gia người pháp khi ông còn làm công tác đào tạo bóng đá trẻ việt nam xuất thân từ lò đào tạo pvf Nguyễn Đức Phú sớm có một suất chính thức trong đội hình câu lạc bộ Phú Hiến, hiện là câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân, tại giải hạng nhất quốc gia. Sinh năm 2003 nhưng lối chơi của tiền vệ phòng ngự này chững chạc không kém các đàn anh thi đấu tại V-League. Điểm yếu của Đức Phú là ở ngoại hình, cao 1,7m, song tài năng trẻ sở hữu nền tảng thể lực bền bỉ, kỹ thuật cá nhân khá tốt, có thể thoát pressing hiệu quả và tổ chức thu hồi bóng, phản công nhanh sắc bén. Các cầu thủ trẻ tuyển Việt Nam sẽ trưởng thành nhanh khi được rèn luyện, thi đấu cùng những đàn anh.